Miễn chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tuệ Thẩm Giác Ngộ. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ luôn dồi dào sức khỏe, bình an và may mắn. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về sức khỏe mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Cụ bà U80 mắc ung thư sau 7 năm vẫn sống khỏe. Tiết lộ bí quyết đặc biệt khiến nhiều người rất sướng. Bà Phạm Thị Lũng Hà, 79 tuổi, tại Hải Phòng, mắc ung thư thực tràng giai đoạn 3A. Tuy nhiên sau 7 năm sống khỏe với bệnh, nhờ tinh thần lạc quan, tuân thủ điều trị và kết hợp ăn uống, vận động hợp lý. Về bề ngoài của bà Phạm Thị Lũng Hà, nhìn trẻ trung hơn tuổi, mái tóc thì đen ngắn, làn da thì hồng hào, sức khỏe thì dẻo dai. Người phụ nữ này mỗi ngày luôn tay luôn chân với những công việc nội trợ ở trong nhà. Chẳng có ai nghĩ rằng bà đã chiến đấu ung thư trực tràng 7 năm qua rồi đấy, bởi vì cái sự năng động và tinh thần lạc quan của mình. Giữa tháng 5 năm 2017, bà phát hiện mình bị ung thư trực tràng ở bệnh viện địa phương từ dấu hiệu đại tiện ra máu. Dù sức khỏe trước đó là bình thường, thời điểm đó thì bà nghĩ bản thân mình bị trĩ, cho nên tự mua lá diếp cá về để xông theo quan niệm của dân gian. Tuy nhiên tình trạng không chịu thuyên giảm. Thấy sức khỏe của mình không ổn, bà quyết định lên Hà Nội kiểm tra một chuyến. Kết quả nội soi tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phát hiện phần trực tràng xuất hiện khối u, sinh thiết ung thư giai đoạn 3A xâm lấn đến các hạch bạch huyết cạnh đó, nhưng mà vẫn chưa lây lan đến các cơ quan khác trong cơ thể người. Tôi hay đọc thông tin về y học, cho nên hiểu bệnh ung thư thì phải chữa sớm và kịp thời. Do đó, không có hoang mang mà lại rất tin tưởng vào y học hiện đại, bà Hà đã nói. Người phụ nữ này quyết định nhập viện, tuân thủ điều trị của bác sĩ. Và cuối tháng 5, bà được chỉ định mổ nội soi, đeo hậu môn nhân tạo tạm thời để vệ sinh đường ruột và sẽ nối lại ruột của mình sau vòng 4 tháng. Hoàn cảnh gia đình của bà Hà khá đơn chiếc. Bà chỉ có hai vợ chồng, già rồi cho nên nương tựa vào nhau tại Hải Phòng. Con trai lớn của ông bà sống một mình tại Hà Nội. Gia đình con trai út thì định cư trong miền Nam. Do đó, việc chữa bệnh hiểm nghèo của bà chỉ trông chờ vào hai người đàn ông. Đó là người chồng gần 80 tuổi và con trai cả gần 50 tuổi rồi. Đối với bà, hình ảnh mà hai người đàn ông túc trực rồi thì chờ đợi để đưa bà vào phòng hậu phẫu, chăm sóc tận tình bất kể ngày đêm, luôn in đậm trong tâm trí. Nhờ đó, bà lạc quan chữa bệnh, cũng như là rất quyết tâm để rèn luyện sức khỏe ổn định và ngày một tốt hơn. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, tinh thần tích cực đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến đối với căn bệnh ung thư. Các bác sĩ cho rằng điều quan trọng nhất là bệnh nhân không được bỏ bê sức khỏe tinh thần của mình. Vì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng về mối tương quan giữa tâm lý tích cực và khả năng sống sót sẽ được tốt hơn. Cụ thể là tâm lý và tinh thần tích cực sẽ tác động trực tiếp đến việc tuân thủ các phương pháp điều trị cũng như là các lần tái khám đối với bác sĩ. Xây dựng lối sống thì phải lành mạnh, giúp cho chất lượng cuộc sống được cải thiện. Sau khi mổ, bà Hà được chỉ định điều trị theo phác đồ có tên là FOL-FOX, hóa trị tất cả 12 chu kỳ với mỗi kỳ là 5 ngày truyền hóa chất tại bệnh viện. Về nhà nghỉ 10 ngày, sau 12 đợt truyền trong 6 tháng, bà xuất viện và tái khám định kỳ hàng năm. Hiện tại thì người phụ nữ này khỏe mạnh và không tìm thấy khối u ác tính khác trong cơ thể nữa. Theo bà Hà, thì việc hiểu biết về bệnh tật, giữ nếp sống khỏe, sinh hoạt khoa học sẽ khiến thể chất của bà luôn khỏe mạnh. Tinh thần thì lạc quan là yếu tố chính để chiến thắng bệnh tật. Sau khi chữa ung thư, thì bà thường xuyên chia sẻ câu chuyện của mình về quá trình điều trị, thói quen sinh hoạt của bản thân lên mạng xã hội. Mà lại, những bài viết của bà lại được rất nhiều người hưởng ứng, bình luận theo hướng tích cực. Theo bà thì rất nhiều bệnh nhân ung thư rất là sốc khi mà bi quan
khi mà biết mình bệnh, bởi vì sợ chết khi con vẫn còn nhỏ hay là chồng vẫn còn trẻ. Song nhờ kinh nghiệm và nguồn năng lượng của bản thân, bà Loan Tỏa đã giúp cho nhiều người bệnh hiểm nghèo mạnh mẽ vượt qua được bệnh tật. Sau khi chữa bệnh, tôi có thêm nhiều bạn ở khắp mọi miền trên Tổ quốc, bà Hà đã nói. Về dinh dưỡng thì bà áp dụng thực phẩm đa dạng, đủ chất, cân đối ba chất sinh năng lượng, bao gồm có bột đường, chất đạm, chất béo. Chất bột đường cần bổ sung từ 50 đến 60% từ các loại thực phẩm rau củ quả, tinh bột, bánh mì, khoai. Nhóm chất đạm từ thực, động vật chiếm khoảng từ 13 đến 20% tổng năng lượng. Bổ sung thủy hải sản, tôm cua cá, sau đó là gà, vịt, ngan, lợn, bò. Chất béo có nguồn gốc từ động vật như là mỡ, bao gồm có mỡ thịt hay là mỡ cá. Và các chất béo có nguồn gốc thực vật như là dầu, tức là các loại dầu có trong các hạt, quả. Một số loại thực phẩm thịt đỏ, thức ăn chế biến sẵn, được bà hạn chế chứ không kiêng hẳn việc ăn. Cơ thể khi được bổ sung đầy đủ các nhóm chất, cho nên bà luôn được khỏe mạnh, ăn ngon ngủ sâu, không cần thực phẩm chức năng hỗ trợ. Ngoài ra bà cho rằng, bệnh nhân mà ung thư không nên mua thực phẩm chức năng theo quảng cáo, để tránh bị dụ dỗ, dẫn đến tiền mất tật mang. Bên cạnh việc ăn uống thì bà chăm chỉ vận động. Từ khi truyền hóa trị, người phụ nữ chủ động xuống giường đi lại nhẹ nhàng. Sau khi ổn định điều trị, bà duy trì thói quen đi bộ nhẹ nhàng hoặc đạp xe khoảng 1 giờ mỗi ngày vào sáng sớm. Ngoài ra thì người phụ nữ này luôn cố gắng hoàn thành các công việc như là đi chợ, nấu ăn, chăm sóc cây cảnh để máu huyết được lưu thông, để mồ hôi được thải được nhiều. Vận động đã khiến cho cơ thể tôi khỏe khoắn, ăn ngon, ngủ say, không có bị bệnh huyết áp hay là tiểu đường gì hết. Bà cho rằng bản thân mình may mắn lắm vì có chồng bên cạnh đồng hành, động viên, cho nên luôn hăng hái để tập luyện. Đồng thời ông cũng chia sẻ với bà mọi việc trong nhà để vợ của mình có nhiều sức khỏe sau điều trị. Trong thực tế thì có nhiều bệnh nhân ung thư ngại vận động bởi vì lo những bài tập này có thể khiến cho họ mệt mỏi, mất sức hơn. Tuy nhiên thì các bác sĩ cho rằng nếu mà nhóm này có chế độ luyện tập phù hợp theo chỉ dẫn khoa học thì sẽ giúp tăng cường về thể chất, cải thiện về sức khỏe. Đại trực tràng là một bệnh ung thư đường tiêu hóa có tỷ lệ mắc nhiều nhất. Theo như trang Global Can 2022 thì loại ung thư này đứng thứ tư về tỷ lệ mắc mới và đứng thứ năm về tỷ lệ tử vong do ung thư. Và mỗi một năm thì Việt Nam ghi nhận hơn 16.000 ca mới và hơn 8.000 người tử vong. Có nhiều nguyên nhân gây ra ung thư đại trực tràng như là chế độ ăn uống sinh hoạt không điều độ này, yếu tố môi trường này, di truyền này, tuổi tác hay là polyp. Những người mà bị polyp đại tràng nếu mà không chữa trị kịp thời, để lâu ngày sẽ khiến các polyp này có nguy cơ cao phát triển thành ung thư. Theo Viện Nghiên cứu Quốc gia của Mỹ, tỷ lệ sống sót của ung thư đại trực tràng thay đổi theo độ tuổi, giai đoạn bệnh, phương pháp điều trị, cân nặng và người bệnh có hút thuốc hay không. Khả năng sống sau 5 năm của bệnh nhân ung thư đại trực tràng, giai đoạn từ 1 đến 2 là hơn 90%. Trường hợp u di căn thì tỷ lệ này còn khoảng 15%. Những nhóm cần phải tầm soát ung thư đại trực tràng là người trên 50 tuổi, người có tiền sử gia đình như là bố mẹ, anh chị em mắc bệnh. Những trường hợp trước đó nội soi và phát hiện polyp và đã cắt cũng cần phải tầm soát định kỳ theo khuyến cáo của bác sĩ.